Xin chào các bạn, mình là Thế Anh. Mình sẽ cùng đồng hành và hướng dẫn các bạn trong dự án kiếm tiền free cũng như các dự án AdRoop, Boti, ADO, các dự án IEO đầu tư ở trên kênh Thánh Địa DA và những dự án chất lượng. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Glam với dự án T-Value. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó thì chúng ta sẽ hoàn thành việc captcha. Chúng ta sẽ hoàn thành việc hát captcha theo yêu cầu, ví dụ hình xe bus, xe beat nên mình sẽ chọn những cái xe beat nhé. Một số anh em có phản hồi với mình là hiện nay thì cái mic của mình nó hơi yếu, thì hiện nay mình đang đặt hàng cái mic từ Đà Nẵng chuyển về. Thì chắc là trong khoảng 4 ngày nữa thì mình sẽ nhận được mic và mình sẽ cố gắng cải thiện chất lượng video trên kênh. Trong thời gian hiện tại thì anh em chỉ có mở to âm lượng của thiết bị các bạn để các bạn có thể theo dõi và nắm bắt được chính xác những cái nội dung thông tin mình sẽ chia sẻ trong những cái video hướng dẫn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần dự án. Ở đây thì các bạn có thể thấy là dự án sẽ chọn là gần 6.000 người random tham gia vào dự án này. Chúng ta sẽ có phần thưởng là top 3, top 17 các thứ đấy. Thì cái này thì chắc là rất là khó cạnh tranh, ngay cả em đi cũng không cạnh tranh được. Đấy, thì các bạn hãy tập trung cho mình vào cái phần random này. Đấy, random thì chúng ta sẽ tiến hành follow Twitter. Chúng ta mở cái Twitter ra để tiến hành follow. Chọn con tin. Follow tiếp kênh TV Token. Mình con tin. Retweet là bài đăng này, chúng ta sẽ mở tiếp một cái bài đăng ra, chúng ta tiến hành retweet nhé. Đây. Like, retweet. Để chữa lên. Rồi chúng ta sẽ. Đây. Ok. Đó là con tin. Tweet với thẻ test, chúng ta mở lại. Tweet với thẻ test. Tít vào test 3 người, chúng ta sẽ vào loop tít. Ok. Already tít. Ta join tiếp vào kênh group Telegram của cái channel những bước tiếp theo. Join. Ở đây thì một anh chặn viết tin nhắn vì hôm nay nó ra hai lốp nên sẽ có rất nhiều dòng tin spam. Khi ta join kênh này thì ta sẽ gửi username như stream Telegram. Ta lúc con tin. Tiếp theo ta đến với kênh channel. Ta tiến hành join. Hoặc là tương tự các bạn cũng sẽ đến username. Chúng ta mở tiếp kênh Discord. Chúng ta join kênh Discord. Mình quên. Discord mình dùng một cái profile khác. Xin các bạn input để mình điều chỉnh lại. Vì cái profile liên kết của kênh Discord không phải là profile này. Rồi, các bạn có thể trở lại đi. To về là được rồi. Toàn con tin. Ta sẽ visit website. Đây chính là trang chủ dự án luôn. Trang chủ mà nhìn thấy cũng bình thường nhỉ. À đây, bây giờ nó mới hiện này. Ta nút con tin. Ta mở tiếp kênh Medium. Chúng ta sẽ cần follow. Thì các bạn copy phần link để có thể đến được cái kênh Medium này. Hết rồi ạ. Các bạn thêm follow cho mình nhé. Là con tin. Rồi cứ đi trên web. Chúng ta sẽ mở cái trang web. Ở trong trang web nó có phần quyết định đấy. Chắc kéo xuống dưới nhá. Có quyết định. Đâu nhỉ? Có cả hồng nữ Việt Nam. Kéo vớ vẩn này. Có mấy ông Việt Nam mình ở đây. Toàn mấy ông Trung Quốc mà có cả hồng nữ Việt Nam. Ở đây cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng lớn hàng đầu luôn đấy. Dự án này có nhiều quỹ phết này anh em nhau. Quỹ không thiếu đâu. Genesi cũng là một cái quỹ rất là lớn anh em ạ. Quyết nít ở đâu nhỉ? Anh ơi, quyết nít ở đâu nhỉ?
làm quét mà kiểu này thì ai làm được đây. Rồi đây mình mở ở bên này ra nào. Mệt quá đi. Hôm nay thì ban ngày mình làm, buổi tối thì lại làm cái dự án khá là mệt. Lần canh sàn cái rủng ở đây đây quên ít anh em này. Cái thời gian của mình làm việc rất là dày anh em nhé. Anh em đừng nghĩ chỉ làm một công việc ở trên YouTube không thôi. Cuối năm em mình rất làm việc, anh em chú ý. Ok, bạn đăng ký quyết định thành công. Link test sẽ được gửi tới email của bạn. Đây các bác này, mình quét ở đây. Mình test này, cái này là cái cần thiết, các bạn sẽ cần phải cái tán của em nhé. Tapet đây. Rồi, công ty. Submit thì cái phần này địa chỉ ví rồi, làm xong thì phải khai báo địa chỉ để có tiền thôi. Chúng ta công ty. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án T-Value. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video chia sẻ. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.